Hải Tú bị che mờ nhạt chỉ biết khoe thân từ khi về chung nhà với Sơn Tùng. Fan đáp trả căng đét. Không đợi Hải Tú lên tiếng, fan đã tung clip chứng minh sự nghiệp cô hoành tráng cỡ nào. Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Tú đã có hơn 1 năm về chung nhà với Sơn Tùng khi được nam ca sĩ chiêu mộ làm diễn viên độc quyền. Tuy nhiên, sự nghiệp của Hải Tú bị netizen đánh giá là mờ nhạt khi cô chỉ mới xuất hiện trong một MV là Chúng Ta Của Hiện Tại và chụp một vài bộ ảnh lên trang bìa tạp chí. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Hải Tú có kinh nghiệm chụp ảnh nude còn nhiều hơn. Trước những lời bàn tán của cư dân mạng, tất nhiên Hải Tú vẫn giữ tác phong im lặng trước mọi lùm xùm, giống như cách cô ứng xử từ trước tới nay. Riêng fan của Hải Tú trên mạng thì không thể ngồi yên nhìn idol mình bị chỉ trích. Mới đây, một video clip ghi lại sự nghiệp của Hải Tú đã làm nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, trong đoạn video, fan của Hải Tú đã tung ra hàng loạt những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hải Tú trước khi gia nhập công ty Sơn Tùng. Qua đó chứng minh cho một bộ phận cư dân mạng thấy, nàng thơ của chủ tịch không phải là hữu danh vô thực hay chỉ có kinh nghiệm chụp ảnh nude như cách mà công chúng đang nhìn vào Hải Tú, cụ thể như sau. Năm 2012, khi Tú 15 tuổi đã dần bén duyên với nghề mẫu lúc búp chụp ảnh nghệ thuật. Kể từ đó, gương mặt của cô càng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện thời trang lúc bấy giờ và có vinh dự được chụp cho 2 tạp chí lớn thuộc Big 4 tạp chí Việt Nam là Elle và Đẹp. Năm 2014, Hải Tú từng sang Thượng Hải để diễn kịch. Năm 2016, Hải Tú du học Pháp, cô theo học ngành sinh học và sinh thái học ở trường Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Tú đã giành học bổng toàn phần Excellence Major từ AEFE. Cô đã hiên ngang, trở thành top 10 sinh viên đạt điểm cao nhất năm 2 ngành sinh học và sinh thái học. Tú cùng 11 bạn học viên đã được nhà trường cử đi MUN tại Singapore, siêu mình. Năm 2018, Tú được mời tham gia workshop với tư cách du học sinh đạt học bổng toàn phần từ AEFE. 3 năm sau, Tú lấy bằng cử nhân Pháp Linz và học lên cao học ngành sinh học biển tại Sorbonne University. Năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh nên Tú phải hủy việc học và thực tập ở Bồ Đào Nha để về Việt Nam vào tháng 3 năm 2020. Đến ngày 27 tháng 8 năm 2020, góp mặt trong MV Blue Tequila của Táo. Ngày 4 tháng 10 năm 2020, chính thức trở thành talent của MTV Entertainment với vai trò diễn viên độc quyền. Ngày 20 tháng 12 năm 2020, Hải Tú góp mặt trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại với vai trò talent. Tuy nhiên, đoạn video này sau khi trở nên viral thì cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, thật khó để nói một list dài thành tích học tập kể trên có thể tính là sự nghiệp của Hải Tú khi tóm lại, cô vẫn chỉ có kinh nghiệm làm mẫu ảnh và diễn MV. Một vài bình luận của netizen. Thật sự đọc xong tôi thấy Hải Tú cũng không có nhiều kinh nghiệm là mấy. Cái này sao gọi là sự nghiệp nhỉ, nó là thành tích học tập thì đúng hơn. Gọi Hải Tú học giỏi thì tôi đồng ý, chứ cái này sao tính là sự nghiệp được nhỉ bà con. Samsung hoang mang hơn thực sự. Nếu Hải Tú bị che một màu nhạt nhẽo thì Sơn Tùng thường xuyên bị phàn nàn về phong cách thời trang có phần giống với trưởng nhóm Big Bang, Red Dragon. Mới đây, ngay trong đêm giao thoa tại chương trình Countdown đón năm mới, Sơn Tùng mặc chiếc áo da, đeo vòng cổ và mang chiếc mũ lông màu đen. Outfit này ngay lập tức bị netizen soi giống với Red Dragon vào 7 năm trước. Vừa mở bát showbiz Việt đầu năm, nam ca sĩ lại dính nghi án đạo nhái. Dự báo dư luận cùng nhiều ý kiến trái chiều được nổ ra, Sơn Tùng vẫn thoải mái tung bộ ảnh trong đêm trình diễn giao thừa vào chiều 1 tháng 11 năm 2022, khoe cận visual đỉnh chóp với thần thái chuẩn ông Hoàng V-pop. Trên trang cá nhân, giọng ca Có Chắc Yêu Là Đây còn viết một đoạn mô tả bằng tiếng Anh ẩn ý lý do nam ca sĩ im lặng trước mọi chuyện. Don't talk, just ask, don't say, just so, don't promise, just prove, talk less, ask more. Tạm dịch, đừng nói chuyện chỉ diễn thôi, đừng nói chỉ thể hiện, đừng hứa chỉ cần chứng minh, nói ít thôi, hành động nhiều hơn.